Ok, và xin chào tất cả anh em trở lại với channel của mình nhá. Hôm nay là bản update 4.1. Và vào game thì chúng ta nhận được Matilda League này. Cái Matilda League là của cái sự kiện 800 triệu là tải xuống. Tuần sau chúng ta sẽ được nhận được Zigzag nữa. Ở nhà đài Việt Nam hay gọi là Zig Z, nhưng mà mình chơi game này thì mấy ông bình luận lại đọc là Zig Z. Nên là mình quen bố nó Zig Z rồi. Và có một cái nữa, Ares Iniesta. Cái này như chúng ta đá nhiệm vụ gì gì đấy thì nó sẽ được anh em ạ. Thật ra là mình cũng chưa rõ là cái này nó như nào để nhận được này. Nó ghi là campaign object, nhiệm vụ này, nhiệm vụ campaign này. Đó thì từ ngày mùng 10 tháng 10 đến ngày 24 tháng 10 hết hạn. Thì anh em làm nhiệm vụ trong cái khoảng này là sẽ nhận được. Nhưng mà mình cũng không biết là cái nhiệm vụ nào cả. Tí nữa mình sẽ check sau. Rồi, chúng ta sẽ đi với những cái box tiếp theo. FIFA World Cup. Hình như là đá cái này chúng ta sẽ nhận được một lượt quay box nào đó thì phải. Đúng không nhỉ? À, chắc không phải đâu, chắc là mình nhớ nhầm đấy. Trên này chắc là để vòng loại World Cup hưởng ứng chơi vậy, hoặc là cái gì đó mình không biết. Và chúng ta sẽ có pack Steven Gerrard mùa 2021. Cái này thì anh em sẽ khá là phân vân đây, bởi vì mình check qua thì ông này style của Steven Gerrard là possession game và long ball. Thì cái long ball hơi phế, thật sự là long ball ít người chơi lắm. Còn cái possession thì nó tạm chấp nhận được, nhưng mà mình cũng phải thử đá xem là như nào. Mình cũng không phải một thằng possession giỏi, mai game mình sẽ test cho anh em xem. Nói chung có cái pack này thì anh em có thể mua, nó sẽ búp được cho huấn luyện viên, à nhầm, búp được cho chỉ số cho cầu thủ đấy anh em ạ. Ok, mình mua luôn đi, sợ quá ấy. Mua luôn đi, tí nữa mình sẽ cho anh em xem sau. Và bây giờ chúng ta sẽ có những cái bách này, bóc này. Bóc cầu thủ Nhật Bản, à, đằng sau có cái World Cup World Cup như đẹp nhờ. Kiểu bóc này đội tuyển Nhật Bản cái thời gian thi đấu World Cup ấy. Chất nhờ Jinji Okazaki, Takahara, Shinji Ono, tí nữa mình sẽ săn anh em ạ. Ono là một trong những huyền thoại của cái game này mẹ luôn rồi. Ngày xưa nhớ là cứ free phờ rủng là dễ quay phải ông Ono này lóc. Phải trưởng thật. Ok, box Blazowicz C1. Xem nào có hàng nào ngon không. Alistair mình không thích lắm. Mình có một Alistair khác rồi. Kai Havertz à, cũng không thích luôn. Dusan Vlahovic cũng không thích luôn. Cargolu có thể săn này. Nicolai Witt fan Man City có thể săn là Chevalier. Nói chung cái box này nhìn chán nhở. Thật sự cái bóc này nhìn chán lắm luôn đấy. Fan ai thì săn thôi chứ chả có ông nào thật sự là nhìn nó nổi bật hẳn. Nhìn chán lắm. Lại Bukayo Saka sao bóc này nhìn quen thế. Ô. Ô, Cross Specialist anh em ạ. Không phải là style giống cái style khác. Anh em có thể săn vì cái style này cũng được. Vai vec đề bóc tu bóc. Có một quả nãy đại bác từ xa đúng không. Robert Lewandowski. Lewandowski đang đá khá là cháy. Mate Retegui à, Marcus Thuram. Mình cứ tưởng là có David De Gea nhưng mà cuối cùng lại không cho David De Gea vào đây rồi. Chắc là mới ra anh em ạ. Thực ra box này cũng không có gì để mình săn lắm. Toàn mấy ông thần mình không thích. Đấy, mua cái pack huấn luyện viên kia xem nào. Nhiệm vụ FIFA World Cup Korea. Korea thì chắc ngon nhất là Son Heung-min thôi. Còn lại vứt đi Hoàng Hae-chan này. Chắc là anh em săn cái box này vì Son Heung-min là chính. Ido này, Ido săn được này anh em này, mang về chặt củi. Ido thì toàn mấy ông nước ngoài thôi ạ, à, vãi thật. Pratama Adhan ném biên xa này. Ido bóc Ido nhìn cũng chán kìa. Thật sự luôn bóc Ido nhìn chán lắm. Bóc Trung Quốc này, Gulay này, chỉ số cao phết nhỉ. Trung Quốc vứt đi, săn làm đếch gì Trung Quốc. Thực ra là bóc ngày hôm nay cũng chả săn được cái quần què gì đâu anh em ạ. Thêm cái bóc Thổ Nhĩ Kỳ này nữa này. Bây giờ mình sẽ highlight đổi thẻ mới này. Highlight đổi thẻ mới anh em, anh em có thể đổi thẻ nhá. Marcus Thuram, Kasper Schmeichel. Bóc đổi thẻ Nhật Bản mới này. Ở đây cũng có thêm vài ông mới anh em ạ. Không quan tâm lắm. Bây giờ mình thấy dạo gần đây mình quay khá là đỏ cái bóc bóc epic này. 2 tuần nay rồi 900 coin là ra đổ epic. Nên là bóc này mình sẽ thử luôn anh em nhá. 900 coin, mình khá thích những thần Nhật Bản. Ra thì ra mà không ra thì thôi, không sao cả. Chơi chơi vậy, coi như mình thử một lượt thôi. Coi như bóc bây giờ mình sẽ phải làm một cái trick. Nói là trick thì cũng không phải. Gọi là chúng ta sẽ check cho nó vui thôi. Ok. Mấy ông Nhật này hay có cái fighting spirit tinh thần này. Búp đá chiến lắm. Shinji Ono. Style hơi lỏ nhỉ. Chỉ số thì nhìn khá là ok nhưng mà style hơi lỏ.
Takahara 21 tuổi, Gopocher nhìn cũng ok này. Very high này, hai chân như một, fighting spirit tinh thần này. Mình sẽ nhấn 5 lần ông này. Nói chung là quay phát đầu chúng ta cứ phải giả vờ bấm một tí đấy. Nó cứ phải như này thì nó mới ra được. Takahara ok, bây giờ mình sẽ Sion này. Đó. Rồi. À, chúng ta được một phát free à? Đáng làm cái thủ tục để quay 900 coin thì lại có free các bạn. Rồi quay free trước đi. Free chắc chắn không ra rồi, bây giờ chúng ta phải quay 900 coin cơ, phải làm lại cái mẹo vừa nãy rồi. Rồi, vuốt. Ông này thấy ông này Okazaki ông này phình như phế nhất bốc này. Cả chân nó thấp phong độ cao cũng đâu phế đâu. Thật ra mấy ông Nhật Bản này chẳng có nào phế đâu anh em ạ. Ông Nhật Bản này ảo lắm. Game của Nhật Bản mà. Rồi. Check qua cho nó vui thôi. Mình cũng đang build team Nhật Bản. Nhưng mà build team này build team nghèo thôi. Build cho nó vui thôi chứ không phải là đổ tiền ra để mà săn. Một này. Hai này. Ba này. Nhìn chọc chọc chiến nhỉ. Bốn này. Năm này. Ok, thử phát 900 coin anh em ạ. 1 này, 2 này, 3 này. Giữ một tí này. Ok, nổ thôi, không vấn đề gì hết. Ôi trời ơi, 3 tuần liên tiếp anh em ạ. Đù, trời ơi, game ơi. Anh em bảo mình thật sự là 3 tuần nay liên tiếp 900 coin rồi. À, tuần trước nữa bóc Cantona thì mình nhấn 900 coin nổ Roshiki. Takahara, ôi cái đúng cái ông mình làm trích rồi. Ôi, được quá nhỉ. Hình như ông này có skill gì đặc biệt không ta. Ô mẹ được chứ. Tuần vừa rồi thì được copy Mainu nhưng mà mình không quay lại màn hình. Nhưng mà ông này hơi hói nhà, mẹ 21 tuổi hói thế. Mẹ 21 tuổi chả có tí tóc mẹ nào. Cái thời mình 21 tuổi mẹ tóc mọc mẹ không kịp mà chải. Ông này hói thế nhỉ, 21 tuổi mà nhìn già thật sự luôn đấy. 21 tuổi ơi là 21 tuổi. Ôi rồi ôi, có mỗi ông này là không có skill đặc biệt thôi anh em ạ. Thì mình lại quay chúng. Nhưng mà được cái là 21 tuổi thì nó cũng khá là ngon nha. Rồi, dừng thôi anh em ơi. Bóc Epic mình trừ thử một tí thôi. Còn cái bóc Epic Peter Smeisen này mình không quay anh em ạ. Bởi vì mình đã có Peter rồi. Cannavaro, Philip Lam mình có quay, mình cũng chả dùng. Mình thích mấy ông Nhật Nhật hơn anh em ơi. Nên là bây giờ mình sẽ xem nào. Thôi bỏ đi, máy bóc này không quay nhá. Mình sẽ vào cái phần shop này. Nó đã mission anh em ạ. Mắt bắt này, mắt mình hay gọi là mắt bắt, mua cái này mua ấy đã, mua mắt spot đã. Nói chung anh em mua mắt bắt không bao giờ lỗ đâu nhá. Rồi chúng ta có Kiesa và Justin Clivert, con của Patrick Clivert. 6.000 coin tiêu phát còn 3.600 ạ, vậy là tiêu mất 2.500 à. Bây giờ mình sẽ check qua một chút cái sự kiện xem là có gì hot không. Cái tournament này, cái này này chúng ta đá với máy hay với người đây. Tournament FIFA này. Tournament FIFA đá với máy hay đá với người đây. Ồ, à bữa nãy mình chọn Thái Lan rồi anh em ạ. Nhưng mà bây giờ mình ra một Dream Team. Đá với máy, đá với người nhỉ. Mình chưa nhìn thấy nó là. À đây, đá với máy. Rồi, mấy cái này đá với máy cho nó vui thôi anh em ạ. Gọi là đá ba vòng bảng vòng biếc. Đá với máy cho anh em đỡ chán thôi. Kiếm GP anh em nhá. Không phải đá với người đâu. Dream này, xem là có cái gì này. Nhiệm vụ AFC. À, được một lượt quay bóc Hàn Quốc này. Cái này chúng ta đá xong nhiệm vụ để cho được quay bóc Perzowick này. National Team hết. Partner Club hết. Các câu lạc bộ đối tác. Rồi, nhìn chung là cũng không có cái gì đặc biệt lắm nhỉ. Ok, không gì đặc biệt lắm đâu. Rồi, bây giờ mình sẽ đi nâng cấp mấy ông thần mình vừa quay ra anh em nhé. Tuần này thì nó cũng đơn giản như thế thôi. Bây giờ mình sẽ thử chọn cái team khác đi. Cho anh em xem cái team mình đẹp đẹp tí. Epic này. Ở đây là full Chelsea mình ấy rồi. Auto pick by star mạnh nhất lên đây. Ok, Chan Manager đi. Steven Zera xem có gì hot nào. Team play style position game. Ok, cũng được búp chỉ số như thường anh em nhé. Mình sẽ chọn như ông thần là mình mới quay ra. Order Styling.
Sồi ôi, tự nhiên quay được ông này chiến nhở. À đây, Matic Delic, mình sẽ nâng thử luôn nhá. Giảm này đi. Delic nào. Bình thường mình hay dùng Delic của Ben. Ok. Chỉ số cũng khá là đẹp đấy chứ. 99 à, không được 100 rồi, không được 100 như ông Bayern kia rồi. Nhưng mà chỉ số hiếu chiến 89 là hơi hiền nhỉ. Mẹ đá nó phải chiến chất chơi đấy nhá. Rồi, nhìn chung là chỉ số cũng được. 99. Tiếp theo là ông Takara này. Thay bóng này đây. Đẹp đấy chứ. Tự nhiên là biết đâu này. Lỡ ngớ lại vỡ huy chương anh em ạ. Lỡ ngớ là vỡ huy chương. Nhận thức tấn công cao nha. Búp lên sẽ được tầm 94 đấy. Dứt điểm được tầm 93 đấy. Vứt cái này đi. Tốc độ cũng khá là ổn đấy. Nhìn kinh phết. Cầm bóng hơi đù thôi. Mẹ cầm bóng đù quá. Cầm bóng giảm mẹ cầm bóng đây anh em ạ. Nâng hết mẹ và sút đi. Nâng vào sút hoặc là nói chung này chỉ có bơm cho đội sút thì nhìn cái kiểu này là mình biết chỉ có bơm cho đội sút thôi. Làm ăn được gì ngoài cái bơm cho đội sút nữa. Nhìn cái kiểu chỉ số này mình hiểu là 101 mẹ Nhật Bản. Kinh thật đấy. Nha, 94 này. Cầm bóng lỏ, đánh đầu thì sao, đánh đầu cũng được, không đến nỗi. Nhưng mà thay chân như một nha, sút góc nào cũng được nha, skill này, giả sút này. Đánh đầu Rising Shot Acrobatic First Time này. Phải ép, ông này phải ép thêm chuyền trọt nhá. Ông này nhìn đù đuổi lắm. Mặc dù quay ra nhưng mà cũng chưa biết được. Nếu mà rảnh mình sẽ làm về ông này xem cái độ ảo nó như nào. Naohiro Takahara. Còn hai ông thần Matpat nữa. Matpat mình chưa nhận anh em ạ. Matpat mình phải ra đây mình nhận ở hộp thư. Rồi. Đó, kia xa và Clivert. Có nâng không nhỉ? Hai này mình chả dùng đâu anh em ơi, chả nâng nữa đâu. Đây, tuần trước nữa quay được Rosicky này, mẹ bóc hai ông MU mẹ này nhảy Rosicky. Thế nó phải chết tôi. Rồi, nói chung là clip này nó chơi chơi đấy thay thôi em ơi. Bóc thì không có gì để quay nhiều nhưng mà chúng ta có pack Stavazera, mai mình sẽ làm về clip cho anh em xem. Còn là mình quay được cả ông này này, mở được và nhận được The League này. Mở hai ông Matpat này. Đó, nói chung là chơi chơi vào game như thế thôi. Còn bây giờ, xin chào các anh em trong những clip tiếp theo nhá. Anh em nào săn bóc hay là nạp coi mua pack mêu phủ này thì hú mình qua fanpage, mình để link ở phần mô tả anh em nhá. Xin chào, hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo.